vào trang Greenbyland của công ty nha. Rồi, trong cái phần tin tức này thì chúng ta có tin tức nội bộ, thì nó sẽ có cái 9 tính cách. Thì sau khi các em đọc hết các cái 9 cái tính cách này, rồi ở dưới cuối trang, rồi cuối trang nha, chúng ta sẽ có một cái bài test online như thế này. Rồi, các em lưu ý chuyển sang tiếng Việt. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ test thử coi thử là mình thuộc tiếp nào nha. Đây là anh làm nháp nè. Rồi, chúng ta điền email ở đây. Rồi, kiểm tra bài. Rồi, chúng ta có khoảng tầm 1 phút để nó kiểm tra cái bài test của mình. Các em bấm vào cái nút bên phải góc đây nè, cũng dịch qua tiếng Việt luôn. Rồi, trong thời gian này chúng ta đợi khoảng 1 phút. Rồi, đây là cái kết quả của chúng ta đây. Rồi, chúng ta đã có kết quả đây bằng tiếng Việt đây. Thì như vừa rồi là anh test đại thì chúng ta có 3 loại tính cách là số 1, số 6 và số 9. Thì số 1 là cái tính cách mà nó rất là quan trọng, là cái tính cách phổ biến của các em. Còn lại là những cái tính cách này nó sẽ dễ hình thành trong tương lai đó, khi chúng ta có sự chuyển dịch đó. Đó là những cái thông tin mà các em có thể kiểm tra kiến thức của mình đó. Rồi, ok, cảm ơn các em nhé.